Vâng, hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn cùng nhau quay lại với GVN Channel. Mình tên là Tài. Còn mình đây là Ngọc. Thời gian vừa qua thì bọn mình vẫn nhận được rất là nhiều câu hỏi của mọi người. Vì thế hôm nay bọn mình tiếp tục thực hiện cái series Q&A hỏi và đáp của GVN. Cùng bắt đầu nhá. Ok, vào luôn với câu hỏi đầu tiên này. Câu hỏi đầu tiên của bạn Trần Thanh Tùng. Chào GVN, em muốn hỏi rằng tại sao một số game không thể nào tăng được FPS lên mức cao nhất? Ví dụ PUBG dùng 1080 Ti thay vì cho Ultra hết thì để thiết lập Very Low nhưng FPS vẫn không lên được 300 hay 400. Thì nguyên nhân là do đâu ạ? Câu hỏi này thì theo cá nhân anh nghĩ là do cái nhà sản xuất game họ chủ động lock lại để tránh cái hiện tượng gọi là hao hụt hiệu năng của cảm hình và tránh xé hình trên màn hình nữa, đúng không? Đúng rồi, chính xác. Tại vì có một cái trường hợp rất là hy hữu là khi các bạn chơi mà ví dụ như cái VGA của các bạn nó quá mạnh so với cái màn hình. Đúng, ví dụ cái màn hình chỉ xuất ra 60 Hz thôi, 60 frame VGA. Nhưng mà VGA nó lại xuất ra đâu tới 400-500 frame thì nó làm diễn ra cái hiện tượng bị xé hình. Nên là về căn bản PUBG là một trong những cái game giống như vậy, là họ cố ý họ lock lại luôn, tức là nó chỉ đứng ở tới một cái mức game, một cái mức FPS nhất định thôi. Giống như bạn sẽ không thể thấy được game Liên Minh Huyền Thoại mà lên tới khoảng 1000 FPS ở ngay thời điểm hiện tại. Đúng rồi. Đó. Ok, chúng ta cùng đến với câu hỏi tiếp theo nhé. Câu hỏi tiếp theo của bạn Lộc Gaming YT. Cho em hỏi là bớt RAM là gì ạ? Và bớt RAM có ảnh hưởng đến hiệu năng của một chiếc PC không? Ví dụ như 8GB RAM bớt 2400, có hơn 12GB bớt 1600 không ạ? Cảm ơn GVN. Thì về căn bản nếu như mà nhìn vào bớt RAM tạm hiểu có thể gọi là tốc độ truy xuất dữ liệu của RAM. Các bạn có một cái số 2400 Hz với là 1600 Hz thì đương nhiên là các bạn sẽ thích cái số 2400 hơn. Đó, nó giống vậy thôi. Thì tức là về cái tốc độ thôi chứ chẳng có vấn đề gì cả. Còn cái câu chuyện mà chọn giữa 8GB RAM và 12GB RAM thì anh nghĩ như thế nào? Thật ra là đối với ví dụ cụ thể của bạn Lộc ấy thì cái 8GB RAM bớt 2400 là cái DDR4 là đời mới, còn cái 12GB bớt 1600 là DDR3 là đời cũ. Thì về kiến thức các bạn thì bạn thấy rồi ấy, đời mới thì lúc nào nó cũng ok hơn cái đời cũ. Dung lượng 12GB thì chạy được nhiều ứng dụng hơn nhưng mà nó lại không tối ưu. Còn đối với cái thanh RAM 8GB ấy thì sau này bạn có thể dễ dàng nâng cấp thêm một thanh 8GB nữa để chất lượng nó là 16GB rất là tốt. Đúng rồi, chính xác, đồng ý luôn với anh Ngọc ha. Thì về cái này là các bạn có thể tưởng tượng là các bạn có 8GB và 12GB thì cái 8GB đó là bạn đang làm cái gì? Có thể là bạn gắn được hai cây 4GB. Đúng rồi. Đúng không? Gắn được hai cây 4GB tức là nó đang chạy dual channel. Còn nếu như các bạn gắn 12GB là các bạn có hai trường hợp, một là bạn gắn một cây 8 một cây 4. Và thứ hai là bạn gắn 4. Đúng rồi, gắn ba cây 4. Thì nếu như gắn 3 cây 4 thì nó hơi lỡ cỡ, nó hơi BD một chút xíu. Còn nếu như bạn gắn một cây 8 và một cây 4 thì nó cũng được. Nó cũng đang chạy ở cái chế độ dual channel. Nhưng mà với cái tình trạng là nếu như sử dụng với cái mức RAM nó thấp thấp thì không sao. Nhưng mà khi mà sử dụng với những cái tác vụ nó ăn RAM quá nhiều á, mà nó đầy một cây 8 và đầy một cây 4 thì lúc này nó lại phải chờ nhau. Cho nên là về căn bản mình thích cái 8GB RAM hơn. Cái 8GB RAM và bớt 2400 nó sẽ tối ưu hơn rất là nhiều so với cái kia. Và ví dụ như bạn gắn một cây 8GB, sau này bạn lắp thêm một cây 8GB nữa, nó sẽ rất là ok. Có tiền mua thêm cái 8GB về lắp nữa, chất lượng chạy rất là ok. Đúng rồi đó, thì và cái câu hỏi này chỉ đơn giản nó bớt là như vậy. Và nếu như cho chọn một trong hai thì mình sẽ chọn cái 8GB RAM. Là mình cũng thế. Câu hỏi tiếp theo của bạn Nhân Nguyễn. Cho em hỏi là có phải nguồn càng cao thì càng tốn điện không ạ? Nguồn 450W đã đủ tiêu chuẩn chưa? Cảm ơn GVN. Cá nhân anh thì nghĩ là thật ra là cái nguồn càng cao thì nó cũng tốn điện, nhưng mà cái mức tiêu thụ của nó thì nó không đáng kể, đó chỉ là cái điện năng hao phí thôi trong quá trình mà truyền điện thôi. Còn cái nguồn 450W thì đã đủ hay chưa thì cái đấy phụ thuộc vào cái dàn máy của bạn, phụ thuộc vào những linh kiện mà bạn sử dụng. Chính xác, đồng ý. Thì chẳng hạn như bạn sử dụng một cái bộ máy có tiêu tốn khoảng 300W thôi thì 450W đã là đủ tiêu chuẩn. Nhưng mà nếu như bạn xài một cái dàn máy với cái hệ thống của bạn tao hao tới đâu đó 500W thì đương nhiên 450W là thiếu. Cái câu này tức là bạn phải tự hỏi lại mình thôi. Vậy ha. Câu hỏi thứ tư của bạn Đạt Nguyên. Em đang xài cây i5-8500 VGA 1060 6GB. Theo anh nên mua màn hình nào để chơi PUBG không choáng và làm đồ họa vậy? Không choáng. Mình không rõ là cái từ choáng của bạn nó có nghĩa gì. Nếu như bạn... đúng rồi, giống như kiểu là bạn đang yêu cầu một cái màn hình mà vô PUBG nó quăng bom choáng và bạn không choáng. Bạn không choáng thì nó hơi khó. Đúng rồi. Thì cái này funny thôi. Thì về bản chất mình phân tích thử nha, tức là cái choáng của bạn có thể là có một số người họ sử dụng cái màn hình công á, họ không quen nên là họ dẫn đến hiện tượng là bị choáng, tức là bị nhức đầu. Đúng rồi, nhức đầu. Rồi có thể là do bạn để độ sáng màn hình quá cao so với cái môi trường làm việc của bạn nè, hoặc là có khi là bạn cái màn hình đó nó không có cái chế độ mà blue light filter á, lọc ánh sáng xanh, nên có thể là bạn choáng. Đó, mình tạm hiểu như vậy thôi nha. Và làm đồ họa vậy, một cái màn hình mà để chơi game á thì rõ ràng là cần có một cái tần số quét cao. Đúng rồi, đúng không? Và để làm đồ họa thì lại cần một cái màn hình chuẩn màu.
Đúng rồi, có chuẩn đó, đúng rồi. Mà thường á thì những cái màn hình mà vừa có cái độ chuẩn màu thì người ta hay sử dụng những cái tấm nền của IPS. Nó sẽ cho lại cái màu sắc rất là tốt. Cũng kèm thêm đó là cái độ lệch màu khi mà nhìn ở các góc nghiêng á, nó là nó giảm thiểu rất nhiều. Đúng rồi. Mà lại có một cái tần số quét cao nữa. Thì thật ra câu hỏi này chốt lại ấy, thì nó tùy thuộc vào cái nhu cầu tài chính của bạn. Bạn có trong túi tiền gọi là dư giả một chút ấy, thì bạn hãy chọn cho mình những cái màn hình tốt, vừa có cái độ làm tươi cao và vừa là những cái màn hình có cái tấm nền IPS này. Đúng rồi, chính xác. Thì nói chung là cứ tìm một cái màn hình nào đó có tấm nền IPS và có độ làm tươi cao, tầm khoảng 75Hz đổ lên là ok vậy ha. Ok, đến với câu hỏi của bạn Payan 2.0. Chào GVN, mình có 3 câu hỏi như sau. Cái này là 3 câu hỏi, vì thế chúng ta trả lời lần lượt luôn. Câu hỏi thứ nhất, cho mình hỏi là dòng socket B450 của AMD vừa cho ra mắt liệu có thay thế được hoàn toàn cho X370 hay không, hay chỉ là con bài thế thân cho B350? Chắc chắn nó sẽ là một con bài thế thân. Đúng rồi. Tại vì những cái mainboard á, thì họ sẽ phân cấp ra thông qua những cái chữ cái. Bạn thấy là main dòng B thì nó sẽ là main tầm trung, main dòng X thì sẽ là dòng cao cấp. Flagship. Đúng rồi, flagship á. Nó giống như kiểu là bạn đang hỏi là lựa chọn một cái tầm trung mới hay là một cái flagship cũ vậy đó. Thì về bản thân mình thì mình vẫn nghĩ là nó không phải là thế thân cho thằng nào cả. Tại vì B450 nó chỉ thay thế cho B350 thôi. Đúng rồi, chứ không thể nào thay thế được cái dòng flagship đó là X370 được. Đúng không rồi, còn X370 thì phải so với lại X470 chẳng hạn đó. Thì nó là như vậy, chứ mà không có nói nó là thay thế gì cả. Và câu thứ hai là gì? Câu hỏi thứ hai của bạn là như thế này. Với việc đối thủ NVDA cho ra mắt dòng RTX thì AMD có còn con đường nào để vượt mặt NVDA hay không? Hay sẽ chỉ chú tâm hoàn toàn vào việc đối đầu với Intel? Thật ra cái này là nó liên quan đến cái định hướng phát triển của mỗi hãng mà chúng ta không thể nào mà chủ động mà đoán ra được, đúng không? Tùy vào các hãng thôi. Nó tùy vào hãng, họ sẽ có những cái chiêu trò gì hoặc là những cái con bài đó mà họ sẽ bung ra sắp tới. Thì đương nhiên là cái đó là chuyện của tương lai, cứ chờ thôi. Bây giờ chúng ta nếu mà nói về dự đoán thì nó khó lắm. Nhưng mà hy vọng là đương nhiên là sẽ có một cái gì đó nó sẽ xuất hiện và nó lắp cho cái RTX đó. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta là người dùng, chúng ta là người dùng thì cái việc cạnh tranh giữa các hãng ấy thì họ sẽ chỉ mang ra đời những cái sản phẩm tốt hơn mà chúng ta có để mà dùng thôi, vậy là ok nhất rồi. Đúng rồi, đừng có ai chiếm thế thượng phong hay độc quyền gì cả. Người dùng thì chỉ mong vậy thôi. Còn cái câu thứ ba là gì ta? Câu thứ ba của bạn ấy là như thế này. Anh có dự đoán như thế nào về thế hệ thứ ba của CPU AMD và họ có còn trung thành với socket ARM4 hay sẽ thay vỏ đổi áo như Intel? Câu này thì chắc là anh Ngọc dừng em. Câu... thì về CPU của AMD á, trong cái khoảng thời gian gần đây các bạn thấy là họ cho cái Ryzen được 2 đời rồi, đều chạy socket ARM4, đúng không? ARM4. Thì mình nghĩ là họ sẽ có thay đổi trong năm nay, bởi vì những cái công nghệ mới cần nhét nhiều nhân hơn, nhiều xung hơn này kia thì diện tích lớn hơn. Đúng rồi, thì cái nhiều khi cái CPU nó sẽ được phình ra một chút xíu, thì chính vì vậy thì cái socket nó cũng sẽ được thay đổi luôn. Cái đó là cái dự đoán của mình thôi nha, đương nhiên nó chỉ là mang tính chất dự đoán, không có biết trước được. Anh Ngọc có nghĩ vậy không? Anh cũng nghĩ như thế. Thật ra là chúng ta cần một cái CPU có kích thước lớn hơn để mà chứa hết những thiết bị để... Đúng rồi, thì đó chỉ là câu trả lời của mình, nó mang tính chất đoán thôi. Đúng rồi. Tiếp theo chúng ta cùng đến với câu hỏi của bạn Nguyên Lợi. Cách nhận biết trâu cày sao anh? Mong anh trả lời. Trái tim rất là yêu thương. Cảm ơn bạn. Thì cá nhân anh thì thật ra là anh chưa có cơ hội tiếp xúc được với cái trâu cày thì nó như thế nào. Nhưng mà anh có nghe những anh em làm cùng ấy thì họ có bảo là bề ngoài cùng cái cả trâu cày ấy thì trông nó rất là cũ kỹ. Đúng rồi. Thật ra thì em có cơ hội tiếp xúc được vài con thôi chứ cũng không nhiều lắm. Nhưng mà một cái đặc điểm chung của những cái con trâu á, tức là VGA mà để cày coi á, thì nó có một cái đặc điểm chung đó là nó, nhìn nó rỉ sét khá ghê. Vậy luôn, tức nó rỉ sét luôn hả? Tức là cái chất của con cạc nó nhìn nó hơi tệ. Tại vì biết sao, bình thường nha, khi mà anh cày á, thì anh sẽ cho nó chạy 24/24, đúng không? Và nó sẽ rất là nóng, căn bản nó sẽ rất nóng và không thể nào mà anh xài mấy cái cây fan mà giống như anh lắp trong PC được. Anh chiếu một cái quạt mà quạt công nghiệp á, biết không? Vậy chứ tất cả những hệ thống tản nhiệt nước rồi mấy cái đây cũng không đủ đáp ứng cho nó. Không biết nhưng mà theo kiểu là em nghĩ là người ta sẽ đặt một cái quạt công nghiệp nó rất là to và thổi thẳng một vàng, cứ quạt. Một vàng là một quạt. Thì anh sẽ thấy là cái luồng không khí nó thổi qua rất là nhiều. Chính vì vậy á, thì nó sẽ dẫn đến cái oxy chuyện hóa. Đúng rồi, nó dẫn đến oxy hóa nhiều, tại vì cái luồng không khí quá nhiều mà dẫn đến oxy hóa nhanh hơn. Một cái con VGA mà kiểu trâu cày á, tầm khoảng một năm thôi, cày khoảng một năm thôi là nhìn nó giống như là kiểu xài được 3-4 năm. Đó, nên là nếu như thực sự nhìn vào á, thì dễ nhất là nhìn vào cái desk mà họ bán ra. Là những cái nhà bán ra thì ở phía sau sẽ có những cái tem ghi là bán ra vào ngày nào, còn bảo hành nó bao lâu, thì nhìn vào đó sẽ biết được cái con VGA nó sử dụng được bao nhiêu lâu.
và từ đó thì suy ra à nếu mà nhìn nó quá cũ rồi thì quá ghê. Thôi thì chẳng sao. Ấy là ví dụ trong thời gian sử dụng mới vừa mua đây thôi, nhưng mà nhìn bên ngoài đã cũ rồi thì khả năng cao nó là con trâu. Và thêm một cái nữa là cái fan của nó, cái quạt của nó đó, do là nó quay 24/24 là các bạn nhìn cái quạt nó lạ tả lắm. Nhiều khi là anh quay cái nó không thể quay nổi luôn á. Rít. Nó rít á, nó bị rỉ, nó rít ở trong đó luôn. Và thêm một đặc điểm nữa là cái này dễ thấy nè, ngay cái phần mà gắn vào trong cái case máy tính á, có một cái phần thanh kim loại ngay chỗ con Vega. Thì ngay cái phần đầu nó sẽ có phần bắt ốc. Và những cái con VGA đó thì nó sẽ không có bắt ốc mà nó treo thẳng lên trên. Treo luôn đấy. Đúng rồi, nó treo lên. Một dây luôn. Em không biết nhưng mà nó sẽ treo lên và người ta sẽ không bắt ốc. Và chính vì vậy thì ngay cái chỗ đó nó sẽ không có dấu ốc. Đó, thành ra là nếu như kẹt của người dùng, VGA của người dùng và VGA để cày ấy, nhìn vào người ta biết liền. Đó là cái bên ngoài thôi. Còn ở bên trong phần mềm ấy, thì có một cái cách mà các bạn có thể test là các bạn test qua những phần mềm benchmark ấy. Bạn set cho cái quạt nó chạy 100% công suất. Rồi xong rồi bạn xem thử nhiệt độ. Nếu như mà nó đâu đó khoảng chạy khoảng 30 phút mà nó khoảng 82 cho tới khoảng 85 độ thì có thể gọi là ổn. Còn nếu như mà 90, nó mà lên tới khoảng 90 hoặc là quá cao á thì có thể xem lại. Đó ha. Thì đó là về cái cách nhận biết trâu cày thôi. Cảm ơn Tài về những chia sẻ của mình. Câu hỏi tiếp theo của bạn Minus, em cũng muốn hỏi, mong được reply trong video tiếp theo. Thêm cái mặt cười nữa rất là dễ thương. Và anh sẽ reply em bây giờ này. Dạ là em phân vân giữa hai màn hình, một là ROG 144Hz 2ms cao như là mông 27 in AS, hay là một con 24 inch 1ms 240Hz mà không có độ cong ạ. Và chơi PUBG thì nên chọn con cong hay không cong? Em dùng 1060 6GB. Câu hỏi khá là nhiều vấn đề. Ok, anh sẽ giải quyết từng vấn đề một cho em. Về cái vấn đề này thì do là từ phía ban đầu bạn không có trả lời và cho mình biết là bạn đang sử dụng cái hai cái màn hình này độ phân giải tối đa là bao nhiêu. Mình cứ mặc định nó là Full HD đi nha. Thì đối với một cái màn hình Full HD kẹt 1060 6GB thì mình nghĩ là để chiến được búp khoảng 144fps thì các bạn phải setting nó ở mức rất là thấp. Very loud, cực kỳ thấp luôn. Thì nó mới đạt được cái độ đó. Cho nên là cả hai cái màn hình này hiện tại cái con VGA của bạn nó cũng gọi là không phải là quá phù hợp. Đó là một. Và rồi thứ hai là vấn đề cong hay là không cong thì anh nghĩ sao? Vấn đề tiếp theo là bạn ấy phân vân giữa một cái màn hình 27 inch cong và một cái màn hình 24. Thì theo anh nghĩ như thế này, nếu mà em chọn cái màn hình chỉ chuyên dùng mục đích là chơi PUBG ấy, chỉ mình chơi cái game đấy thôi ấy, thì em nên chọn cái màn hình 24 inch. Còn đối với như bọn anh chẳng hạn thì bọn anh có rất là nhiều tác vụ khác như là chơi game đấy thì còn những chơi những game khác này, còn nghe nhạc này, còn xem phim này, vì thế bọn anh sẽ chọn cái 27 inch mà cong. Đúng rồi, tại vì cái cảm giác khi mà bạn sử dụng trong cái màn hình cong nó sẽ thích thú hơn rất là nhiều. Đúng rồi. Cũng kèm thêm đó là cái kích cỡ nó lớn hơn. Nên là thành ra là những cái chi tiết hiển thị nó bự hơn, ví dụ như vậy. Nhưng mà một cái bật mí nhỏ các bạn nè, một cái bonus thêm thôi, đó chính là những đa phần nha. Đa phần các giải đấu chuyên nghiệp PUBG thời điểm hiện tại đều sử dụng trên cái màn hình 24 inch. Đúng đó. Và thêm một cái nữa là cái màn hình của bạn á, nếu bạn chọn cái màn 24 inch mà 240Hz á thì khả năng sau này bạn update VGA lên, tức là update cái màn hình lên thì nó sẽ tối ưu cho cái đó. Nó rất là tốt cho cái việc là GoPro 100% PUBG. Đó, vậy thôi. Cảm ơn bạn vì câu hỏi rất là hay nhá. Vừa rồi là phần trả lời những câu hỏi trong số lần này của bọn mình. Thật ra là có những câu hỏi mà bọn mình chưa có thời gian để trả lời tại vì thời lượng của video thì giới hạn thôi mà. Vì thế mong mọi người thông cảm cho bọn mình nhá. Những cái câu hỏi rất hay liên quan tới RAM, liên quan tới VGA này kia, rất là hay. Và hy vọng là các bạn có thể tiếp tục đặt những câu hỏi và bọn mình sẽ lựa ra những câu hỏi thực sự thú vị để mà trả lời những số hỏi đáp tiếp theo. Còn bây giờ thì đừng quên bấm like, subscribe và share, chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye mọi người.